Ok, hôm nay là ngày thứ bảy đang đi câu cua nha, kéo tàu, kéo chiếc bo bo này đi nên đi câu cua anh Thành đó. Ok, bây giờ đang Ok. đi chuẩn bị dây tàu xuống dưới bến. Rồi, đóng cửa lại. Ok, dây tàu xuống bến chuẩn bị đi nha, chạy ra đó, mình chạy sẽ chạy ra ngoài biển đó câu cua. Ok, đang về nha. Bây giờ là lòng cua đã vô mồi sẵn sàng. Bây giờ chạy ra thôi. Không, lòng cua đã sẵn sàng hết. Có mồi, có đồ hết nha. Đó. Bỏ cua chơi sang lắm. Đây mọi người. Cua nó ăn thịt gà. Phải mua thịt gà nè, mồi làm mồi thịt gà. Thấy chưa? Ok, bây giờ mở dây chạy đi. Cái đó đây, được rồi, đó tính sau. Ok, chuẩn bị. Này tàu xuống bến bến tàu nha. Tàu. Chiếc tàu khách này, chiếc này là Princess Cruise. Chiếc Princess này nó bự lắm, nó to. Princess. Ào, quá trời luôn ha. Đang chạy ngang qua đây. Ở đây là bến cảng, ở trong đó là cái bến cảng của Portland. Cho nên nhiều khi câu cua ở đây á, tàu hàng, tàu đồ, tàu nó chở những xe đồ qua vô đây, cho nên nhiều chiếc tàu lớn lắm, to lắm. Chiếc Princess Cruise này nó quá bự, quá to, đẹp á. Không biết chiếc này nó bây giờ nó đang đi Alaska hả, đi đâu ha. Đây là lòng cua cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên của lòng cua. Bây giờ đang kéo lên.
cái đầu tiên. Cái đầu tiên. Đây, mấy con. Con anh Thành. Ờ, được hai con ha. Coi đổ ra. Coi đúng sai không? Coi còn ngồi không, nhảy xuống lại. Bây giờ cái này cái số 4 nha. Rồi con. Ba cái rồi. Bây giờ cái số 4. Rồi, số 4 đang lên. Hơi cái dây nó bị hơi ấy cho nên về phải làm lại. Đây là tại đi chuyến đầu tiên. Cho nên mình còn hơi chuẩn bị, chưa chuẩn bị lắm. Ờ, cái này nó bị, cái lồng nó bị ấy rồi. Ồ, bị vẽ hả? Ờ, nó xúc cái lồng. Ồ. Ồ. Cái số 4 bị sự cố là chưa gài cái nắp lồng, nó bị bung ra cho nên cua nó vào nó ăn rồi nó đi ra lại hết cho nên không có con nào hết. Nó bị sự cố. Trên. Ồ, cái này cũng nô luôn. Cái này để mình bỏ xuống rồi phải không? Cái số 4 mới mà. Cái số 4 mới. Ồ, đây luôn. Bỏ ngoài. Yeah, vô. Ok, hold on. Bây giờ vô trong chút đi. Tại này nước nó chảy á. Ừ. Nước nó đứng rồi, vô trong. Ok, bây giờ đây là cái thứ 6. Cái thứ 4, thứ 5 thất bại. Bây giờ cái thứ 6 nặng lâu anh Thành. Bây giờ hai dead hand này làm kéo nãy giờ. Phải gắn motor quay rồi ha. Đó, bây giờ lên cái thứ 6. Không có hả? Có, đây được mấy con. Đổ ra xong liền xuống lại. Bây giờ được mấy con này. Gài lồng lại cho chặt nha. Đó. Anh nói các bạn biết nè, đây là con cua này nó có cái chỗ này là cái yếm này là gọi là cua cái. Cua cái. Cho nên mình không có được bắt cua cái. Yếm này bự mới cua cái. Đâu cái này nhỏ cái này mèo mà. Ồ, này cua được không ha? Dạ dạ dạ, này cua được không á, mà có con nhỏ. Từ từ nha. Bây giờ mình thả lồng xuống tiếp nha bà con. Bây giờ là được lồng này được 5 con. Mà không biết là đúng sai hay không. Bây giờ đo đứng mới biết. Rồi tới cái lồng thứ 6. Thứ 7. Bây giờ 6 lồng rồi. Mình có tổng cộng là 7 cái lồng. Cái con nó bự rồi. Lấy nhỏ này nhỏ à. Bà này nè. Không đo thử đi. Nhỏ, anh nhìn biết. Con này nhỏ này. Ừ. Vậy là được 3 con kiếp, 2 con nhỏ. Bỏ vô đi, đợi chờ. Ok. Bây giờ cái này là cái thứ 7 nha. Coi thử sao. Nãy giờ bị 2 lồng không có, 7 cái mà được 5 lồng có à. Được gần đầy xô rồi. Bây giờ vô cái thứ 7. Ok. Kéo lên cái thứ 7 nha. Thì nó hơi nặng.
hơi nặng thì cản tàu. Cản tàu không chơi. Rồi. Có được có một con rồi. Bỏ vô, bỏ vô rồi tính. Mình thấy là cái nước nó đang chảy á, cho nên nước nó đang chảy á. Bây giờ nước đã đứng rồi phải không? Dạ. Liền xuống lại, liền xuống. Bỏ bỏ này xuống trước rồi xong liền này xuống rồi xong tính. Từ từ nha. Chạy tới bây giờ mình bỏ lò chưa đủ tiêu chuẩn, bây giờ phải bỏ lồng xuống tiếp lại. Ok. Rồi bỏ xuống anh Thành. Rồi ok, bỏ tiếp. Rồi. Được á. Trời chứ. Vô bến đi. Không. Từ từ. Đấy, bây giờ coi thử con lộn lại nha. Kiểm tra. Đổ ra hả? Đo cái cần đo. Con này nha, đo thử con này. Cái cây thước này nè, nó nằm từ đây nè. Cái mắt này là của Oregon này nha. Ở Cali, đồ đó, Washington. Orion, Western, Cali rồi đó. Bây giờ từ đây lại đây là ngay chỗ này, ngay hai cái mí này nha. Đó, cái này, hai cái mí này, đây là dư rồi nha. Đây là dư rồi. Ok, con này là đúng sai nè. Đúng sai. Đúng sai nè nha. Không có hụt. Ok. Mời con này. Good. Ok. Bây giờ mình đếm thử mấy bao nhiêu con nha. Coi con cái nào không nha. Chắc ngộ với một. 2 3 3 3 6 7 8 8 12 con. Đúng một người à. Đúng một người à. Một người được 12 con, bây giờ mới mà 3 người mới có được 3 người là bây giờ kiếm 24 con nữa mới rồi. Ok. Bà đất mẹ. Hả? Bà đất mẹ. Ok. Yeah. Bây giờ lồng thứ nhất tăng 2. Bây giờ kéo cái lồng thứ nhất nha. Bây giờ nước nó đang chảy lại rồi, bây giờ kéo lên có không có cũng vời luôn. Nặng không? Hai xu phải hai người kéo đầu văng dây sau, bắn dây sau. Wow, cua nè. Bây giờ đó, đâu 5 con không? Bây giờ đổ ra rồi kéo lồng khi sao? Đây nha. Đó, có 5 con cua. Mở đây ra không? Một mở đây ra. Bây giờ là cá thứ hai nha. Hai con ha, hai con mà hai con nhỏ. Cái thứ hai có hai con nhỏ, bây giờ cái này là cái thứ ba. Cái thứ ba thử sao. Nước đây này, nước nó sâu là 56 feet.
56 feet là không biết bao nhiêu sải, không biết bao nhiêu thước. Wow. Lên. Wow, con lồng này nè. Wow. Để chưa? Lấy dây xuống. Ok. Lồng này có lý. Được coi 2 4 5 6 10 15 16 con. Wow, lồng 16 con cua nào cua nấy nè bà con. Dễ sợ chưa? Đã không? Cua đực nữa chứ. Này là 6 7 lượng ấy, con bự 7 con rồi. À, bây giờ mới cua đực không à nha. Không thấy cua cái, đã kiếm con cua cái đưa cho mọi người coi mà không thấy. Như này phải không? Rồi đây cũng cua đực luôn. Wow, cua bò lũng. Thấy cua chưa? Mình được 19 con rồi, bây giờ còn ở dưới này nữa, đếm là được làm sao mà lấy đủ 36 con thôi. 3 người 36 con. Mỗi người 12 con, chắc không đủ quá. Bây giờ 3 lồng, còn 4 lồng nữa nha. Còn 4 cái lồng nữa. Bự không à? Thì đủ hả? Con nào bự thì con này là chắc chắn rồi nè. 8 tím này anh Thành. 8 9. Con đó là thứ 9, còn 12 con trong thùng kia riêng. Nhiều rồi sao? Mười mấy rồi. Ok, bỏ cho tính cho. Trong thùng là 12 phải không? Còn 12. 13, con đó 13. Kèo quá đầy. Thấy chưa? Con này chắc dư á. Con nghĩ bỏ mấy con nhỏ lại. Vừa chắc. Vừa chắc. Vừa đủ sai là cái này 2 limit rồi. 36 rồi. Hả? Thì đếm hay bỏ vô đếm trong lát kéo hết là trong bỏ lại. Đếm cái gì bỏ lại. Ok. Rồi đã không đi đi chơi cho một chút. Cái này là cái thứ tư nhưng cả nhà. Bây giờ là gần đủ tiêu chuẩn rồi. Còn 3 cái nữa ha. Mình có tất cả là 7 cái lồng. Coi cái thứ tư nặng anh Thành. Ồ, nặng là good rồi. Đây. 6 cái con. 4 con bự. 4 con bự rồi ha. Đó, 4 con này là ngon rồi. Quá đã rồi. Bây giờ còn 2 cái nữa. Đó, nó đang nằm ở ngoài kia. 4 con rồi. Wow. Đây là con cua rồi cả nhà. Chắc lắm nha. Cua cứng nhất này nè. Đây là con cua đập giang chứ không phải cua cá đâu. Nó đang còn dính miếng ngoài nè. Đó. Hết mồi luôn. Đang hết mồi luôn ha. Cua bự không? Ôi, dính nhiều, cản như rửa cái xô. Sếp thử không? Cua bò lĩnh lĩnh. Cua bò lĩnh lĩnh. Ok. Hết. Okay. Còn 2 cái nữa không? Ồ, bây giờ để tính lộn. Cái này mới cái thứ 5 mà. Là cái này là còn 2 cái nữa. 4 cái lên tàu rồi, bây giờ cái là cái thứ 5. Bữa nay anh Thành kéo đã tay luôn không? Đó, đã chưa? Đây, lồng cua lên nữa nè. Wow, quá trời luôn ha. Oh my god, look at that.
Bỏ dây thấy chưa? Bỏ dây lên Tình. Anh Tình. Gì? Wow, là cua này, thấy không các bạn? Quá trời cua luôn nè, ham không? Yeah. Wow. Đồ ơi, còn quá nhiều không? Bao nhiêu nè, lồng này bao nhiêu con? 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 con cua. Một cái lồng này 21 con cua nha cả nhà. Nhưng mà con nhỏ nhiều quá bạn không bớt. Thì cái dịp liền liền vô đây lát mình tính. Bỏ vô đi. Ok. Nhỏ này thấy rõ à. Bây giờ phải lựa con bự lấy con nhỏ là bỏ lại nha. Nè bự ra. Rồi. Cái này chip rồi hết rồi. Chip rồi. Yeah. Mà mấy cái hồi nãy nhỏ nhiều. Không bỏ bây giờ lại kéo hai cái kia lên xong là thả trôi tính. Cái con cua nào cái bỏ. Con chết rồi sao? Ừ. Liền, liền. Con nào cái liền. Cái bỏ lại nha. Còn mấy con cua cua này nó đóng hào rồi. Đóng hào cứng hả? Đóng hào là chắc lắm á. Short. Short là bỏ lại. Con nào ngắn nhỏ quá bỏ lại. Nhưng mà thấy ốp thì bỏ lại. Ừ. Con này nặng ghê, con này nhỏ thấy rõ à. Nhỏ bỏ. Không, ở đây cua nào nhỏ mình bắt đúng size thôi, con nào nhỏ mình bỏ lại nha. Qua chạy ra ha. Nặng ghê, chắc lắm nè. Sao qua, sao qua chạy ra nữa ha. Nó nặng không? Ồ kìa. Ồ. Qua chạy ra nè. Biết cái nào nữa. Cái này là cái thứ 6. Bây giờ cua quá trời luôn. Ở trong có thể là bỏ lại dư số lượng rồi nha. Dư số lượng 36 còn mà ở này ở trong cua lơ nữa. Cho nên dư rồi. Bây giờ bắt cái gì cho anh Thảo bên tàu khác. Wow, 4 con cũng 5 con. Con 5 con. Cắt gái luôn. Wow. Anh Thành lấy vậy. Ok, 5 con. Bây giờ còn mình còn cá lồng nữa nằm ở dưới này nữa. 5 con. Con này quá bự ha. Rồi đang tìm cá lồng kia. Rồi nhìn thấy không? Nằm phía sau. Con này quá bự rồi. Con đó đó. Ăn hết thịt luôn. Wow. Wow. Cho chừng gãy kẹt. Thấy nó vẫn chờ nó hiền thân. Được rồi. Ồ, có đang ăn nè, nó ăn luôn. Wow. Con cua được rồi cả nhà. Coi thử. Coi thử. Wow, cua quá trời bự rồi. Cua hết chảy. Lựa con mấy con hào hào có hào ngay chắc lắm. Chấp hợp rồi. Được rồi, này cũng được rồi. Ok. 12. Nhiều dư rồi. Dư được có 7. Ok, dư được mớ đưa qua tàu bên này bớt nha. Bây giờ đưa qua tàu đó. Ok. Ok, good luck. 7 con à, 7 con à. Dạ, 70 con. Ok. Thì mình được tổng cộng 36 con nha cả nhà, 36 con rồi đổ vô cooler 36 con.
Rồi, lựa con bự, con to. Ok, bây giờ xong, bây giờ Ờ, Su con ngồi chơi luôn. Ờ, đó, nhìn thấy cua đẻ không? Rồi, bây giờ chuẩn bị chạy vô. Xuống đuôi đứng, ngồi, ngồi quanh. Rồi, ok, xin chào cả nhà nha. Bây giờ chuyến đi cua hôm nay mình quá được đạt tiêu chuẩn, rất ngon. Bây giờ là từ mình đi ra từ ở coi mấy giờ nha. Bây giờ là 2 giờ. Mình đi ra tới đây lúc 9 giờ đến 2 giờ. Được 36 con cua. Thôi bây giờ tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye anh Thành. Bye. Bye. Ok, bây giờ mình chạy tàu vào bến lên lại. Chào cả nhà. Tạm biệt.